Nông Dân xin chào, mời quý khán giả ghé đến huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để gặp người nông dân đã tự mày mò, nghiên cứu và sáng chế ra máy phun vôi 3-trong-1 mang thương hiệu Trần Trọng Đức. Nông Dân sáng tạo để phục vụ cho nhu cầu của nghề nông. Chính điều này càng tạo thêm ý nghĩa và góp phần không nhỏ giúp bà con nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả. Đón xem tập 12 chương trình Nông Dân xin chào được phát sóng vào lúc 19:15 thứ tư ngày 23 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.